Với mùa đông sắp đến, công ty năng lượng PG&E đang nhắc nhở khách hàng lên lịch kiểm tra an toàn tại nhà miễn phí. Đại diện của PG&E sẽ giúp bảo đảm rằng các thiết bị gas, bao gồm máy nước nóng, lò nướng đang hoạt động an toàn và hiệu quả để giảm nguy cơ ngộ độc carbon monoxide. Những lời khuyên giúp quý vị giữ an toàn vào mùa đông: lắp đặt máy dò carbon monoxide để cảnh báo khi nồng độ cao. Không bao giờ sử dụng các sản phẩm tạo ra mức độ carbon monoxide nguy hiểm trong nhà, chẳng hạn như máy phát điện, vỉ nướng ngoài trời hoặc lò sưởi propane. Không bao giờ sử dụng các thiết bị nấu ăn như lò nướng hoặc bếp cho mục đích sưởi ấm gia đình. Khi sử dụng lò sưởi để giữ ấm, hãy bảo đảm ống khói mở để thông hơi khói. Nếu bạn nghi ngờ có khói độc carbon monoxide trong nhà, bạn nên chạy ra ngoài ngay lập tức và gọi 911. Nếu quý vị là khách hàng của PG&E, xin gọi 1-800-743-5000 để lên lịch kiểm tra miễn phí tại nhà